じゃあ皆さん練習しましょう。じゃあね、皆さん練習しましょう。日本語の新聞が読めます。漢字を勉強します。 học chữ Hán để đọc, có thể đọc được báo Nhật. Vậy chúng ta sẽ nói được câu là gì ạ? Nihongo no shinbun ga yomeru no ni kanji o benkyou shimasu. Hoặc benkyou shiteimasu. Ii desu ka? Ja, dozo. Mo ichi do ne. Tsugi, kaigi ni mani awaimasu. Takushi de ikimasu. Ni taxi de kip. Wow. Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Kaigi ni mani awu no ni taxi de ikimasu. Dozo. もちろんね。次ね、風が治ります。たくさん寝ます。もう入れちゅう。風なんてや。で、ベラ、風が治るようにたくさん寝ます。皆さん読んでください。もちろんね。4番、早く走ります。毎日練習しています。Hàng ngày luyện tập để có thể chạy nhanh. Vậy là 早く走れるように毎日練習しています。どうぞ。Chỗ này các bạn thấy là gì? Để có thể chạy được nhanh. Ý đấy cả. Bởi vì động từ đằng trước này chưa thể khả năng. Còn lúc nãy động từ nào orimas là cái việc chữa. Nào shimasu là chúng ta dùng tác động của chúng ta sửa chữa, nhưng nào orimasu lại là tự động từ. Ides ka, động từ trạng thái, động từ khả năng. Cho nên trong trường hợp này phải là gì? Hayaku hashireru yoni idesu ka? Jakko ban gakko ni okuremasen. Hashirimasu, chạy để không muộn giờ học. Vậy là gì? Gakko ni okuremasen yoni. Đây cũng là động từ chưa thể khả năng. Hashirimasu, dozo. Mỗi chế độ nè, gakko ni okurenai yon ni hashirimasu. 6 bằng, kaze o hikimasen, cảm cúm ý, để không bị cảm cúm. Dạ sai o, tabemasu. Hontou desu, hontou desu. Chắc đâu rồi? Kaze o hikanai yon ni yasai o tabemasu. Được rồi. Mỗi chế độ nè. 次ね、道を間違えません。地図を見ます。線番どうで、không bị nhầm đường là đường không いいですか? Vậy chúng ta sẽ có là gì? 道を間違えないように地図を見ます。どうぞ。もちろんね、道を間違えないように地図を見ます。次、8番、やす、やす。ちょっとね、8番、約束を忘れません。メモしてください。はい、いいよね。không quên lời hứa。cái này 僕も quan trọng cái này。約束 mà quên hứa là một lần. Quên là sẽ quên rất nhiều lần và được gọi là một lần bất tín thì vạn lần chẳng tin. Cho nên chúng ta cái này 僕も quan trọng. như không chỉ thế tại sao mà ベトナム人に対しても đối với người Nhật hay người Việt đều như vậy các bạn ạ. Vậy là gì? 約束を忘れないようにメモしてください。どうぞ。もう一度ね。次、皆さん問題練習。hàng ngày tôi luyện tập để có thể bơi được. Mainichi nenshu shiteimasu. À, bơi được xa. Thu, hàng ngày tôi đang luyện tập để có thể bơi được xa. Thu ku oyogeru yoni mainichi nenshu shiteimasu. Minasan dozo. Mochiron ne. Nhị. Để mà có thể đi Nhật thì tôi đang học tiếng Nhật. Đương nhiên rồi. Nihon e ikeru nyo ni Nihon go benkyou shite imasu. Dozo.
Mỗi chế độ nè. Sang bằng để có thể xây nhà thì phải làm sao? Tiết kiệm tiền. Đấy các bạn ạ. Đây. Ie ga tateraru nyou ni. Ie ga tateraru nyou ni okane wo tamete imasu. Cụm từ tiết kiệm tiền là tamete tamemasu. Okane wo tamemasu. Chà dozo. Mỗi chế độ nè. Nhưng mà để mà mua được ô tô thì tôi đang tiết kiệm tiền. Ê chà chà. Kuruma ga kaeru nyoni okane wo chokin shitemasu. Chúng ta có thể sử dụng một cái từ đứng này tamemasu hoặc chokin shitemasu đều được. Được rồi. Kuruma ga kaeru nyoni okane wo chokin shitemasu. Mỗi chế độ nè. Cô bảo để mà nghe rõ hơn thì hãy nói, xin hãy nói to hơn chẳng hạn. Nyoku kikoeru nyoni okikoe de hanashite kudasai. Mochiro ne. Mochiro ne. Nyoku kikoeru nyoni okikoe de hanashite kudasai. 6 bảo để sống ở Mỹ thì tôi phải học tiếng Anh. Đương nhiên rồi, đơ số. America に住めるように英語を勉強しなければなりません。どうぞ。もう一度ね。Để trẻ không sờ được tôi cất kéo đi, tức là không để cho trẻ chạm vào kéo đó. 子供が触らないようにハサミをしまった。かなりらし、しまる。どうぞ。もう一度ね。8番。でも không bị ốm thì lại mình ngủ sớm. Đúng rồi, thức khuya nhiều là dễ ốm lắm. Mệt lắm. 病気にならないように早く寝ます。どうぞ。もう一度。Kêu bằng để không quên chữ canxi tôi luyện tập hàng ngày. Văn ôn võ luyện cái gì cũng phải. Lên chiều nè. Kanji o wasure nai you ni mainichi renshu shite imasu. Dou zo. Mou chido ne. Chưa bằng để không bị ốm thì nên chú ý đến đồ ăn. Cái này ở mình là vô cùng quan trọng. Tốt nhất một tái sinh từ này mình là sao? Vậy là biểu kỳ nhị nara nai nhổ nhị thả bé mô nổ nhị khi ô chức kê mắc. Ý đếc cả. Biểu kỳ nhị nara nai nhổ nhị thả bé mô nổ nhị khi ô chức kê mắc. Chú ý đến cái gì đó. Cụm từ khi ô chức kê mắc đi trước đó sẽ là danh từ trợ từ nhị. Ý đếc cả. À, đi làm, những bạn đi lên khu trung tâm thành phố đúng không ạ? Để không tắc đường thì chỉ còn mỗi cách là gì? Ra khỏi nhà sớm cho lành, đúng không ạ? Vậy là gì? Rashu ni awanai nyou ni hayaku ie o demasu dozo. Hai. Rashu ni awanai nyou ni hayaku ie o demasu dozo. Hy vọng là các bạn sẽ quay trở lại xem video này một lần nữa và nói tất cả những câu vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn. Và mong rằng các bạn sẽ nhận được nhiều hơn nữa từ những video kế tiếp về. Và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy thật là tanoshiku benkyou shimasu ne. Các bạn sẽ vui thú khi học với chúng mình. Chào, minasan.